học Phật nhập môn kinh A Nan hỏi Phật việc tốt xấu đại nạn trước mắt quay đầu là bờ xin chào các vị khán thính giả mời mở giảng ký của kinh A Nan hỏi Phật diệt tốt xấu. Tờ thứ 62. Xem từ hàng sau cùng. Ma thế tỳ kheo. Tứ số di trung. Đảng niệm tha ác, bất tự chỉ ác. Đoạn này chính là nói ba ngàn năm về trước Phật đã biết người xuất gia của thời kỳ bạc pháp khởi tâm đồng niệm hành vi việc làm đều là không đúng pháp mà thế là chỉ thời đại ngay hiện tại này. Trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói, Thời mạt Pháp Ở vào thời kỳ trước mắt này của chúng ta Tà sư thuyết Pháp như hàng hà sa những tà sư này đều là con cháu của ma dư pháp thế xuất thế gian các vị luôn phải ghi nhớ nhất định không được vượt qua định luật của nhân quả chúng ta hiểu rõ đạo lý này rồi nhất định không dám kết duyên ác với một người nào tại sao vậy vì nó có báo ứng mà đối với việc giáo hóa chúng sanh thành tựu chúng sanh của Phật Thích Ca Mâu Ni thực tế ra mà nói là có sự đố kỵ rất lớn. Mà quyết không hy vọng cho chúng sanh thành đạo vô thượng. Không những không hy vọng chúng sanh thành đạo, mong muốn của nó là hy vọng tất cả chúng sanh vĩnh viễn ở dưới sự thống trị của nó không được rời khỏi phạm vi thống trị của nó đó là ý tưởng của ma phật muốn đưa tất cả chúng sanh vượt khỏi ba cõi sáu đường đều độ thoát ra mười pháp giới cho nên trong lòng của ma rất là khó chịu. Thế nhưng, những gì Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói, đã làm, đích thực là chánh pháp. Ma cũng không thể không bội phục. Trong bội phục cũng hàm chứa sự đố kỵ rất nghiêm trọng. Cho nên, mà nói với Thích Ca Mâu Ni Phật rằng, tôi phải phá hoại phật pháp phật nói với nó phật pháp là từ trong chân tâm bổn tánh mà lưu xuất ra chân tâm bổn tánh thì tất cả chúng sanh đều là như nhau trong kinh hoa nghiêm đã nói hư không pháp giới quốc độ chúng sanh duy tâm sở hiện duy thức sở biến do đó tâm thức là chân lý là năng hiện năng sanh năng biến thứ này là gì vậy trong thiền tông gọi là bổn lai diện mục mà trước khi cha mẹ sanh ra của chúng ta đó là chân ngã Cái thơ hiện tiền này của chúng ta Đây là giả ngã Là cái ngã cho chân ngã Sở hiện, sở sanh, sở biến Đây không phải là thật Phật dạy chúng ta Phản vọng quy chân Phản vọng quy chân Thông thường gọi là thành Phật rồi Đi là chánh lý, là chân lý. Mà có tư tâm, là tự tư, tự lợi. Cái ý niệm này rất là nặng nề. Cho nên, mà nói với Phật, tôi muốn phá hoại Phật Pháp. Phật liền nói, những Pháp mà Phật đã nói, một chút tư tâm cũng không có. Chỉ thuần là lưu xuất ra từ chân như bổn tánh, thì làm sao ngươi có thể phá hoại được Bất cứ người nào cũng không thể phá hoại được Mà nói Đợi đến thời kỳ mạt Pháp Pháp dẫn của ông suy rồi Tôi bảo Ma tử ma tôn của tôi Thấy đều xuất gia Khoát lên mình cà sa Để quỷ diệt Phật Pháp của ông Phật nghe lời nói này rồi Một câu cũng không nói Mà rơi nước mắt Mà đã đợi đến ba ngàn năm Sức có lòng nhẫn nại Đợi đến ngày nay Vì thì cái nhân quả này Các vị phải nên biết Nhất định sẽ có quả báo Không phải không báo Thời giờ chưa đến Khi triều nhà Thanh bắt đầu mở nước đã đem cái dân tộc diệp xích na la tiêu diệt hết lúc đó tộc trưởng của bộ tộc đó đã nói một câu nếu trong tộc của ta còn sót lại một người đàn bà cũng sẽ báo thù cũng phải tiêu diệt hết mãn thanh họ cũng đã đợi đến hai trăm năm từ hy thái hậu chính là hậu nhân của tộc diệp xích đa la đã thành hiện thực trong nhà họ có một người con gái cũng phải tiêu diệt hết mãn thanh cho nên từ hy thái hậu là đến để báo thù không phải đến báo ân vua mãn thanh thời trước cũng rất thông minh do đó tổ tông trong cung đình triều thanh đã lập pháp nhất định không cho phép người của tộc diệp xích đa la không quản là con trai hay con gái đều không được phép vào cung đã có đề phòng trước khi đến năm Hàm Phong Thời gian cũng cách quá lâu Mọi người đều xem nhẹ đi việc này Không còn xem trọng vấn đề này Từ hy vào cung Mọi người đều biết Bà là người của dân tộc Diệp Xích Đa La Cung đình đã xem nhẹ đối với việc này Cũng đã để cho bà vào cung cho nên mãn thanh bị tiêu diệt trong tay bà. Một quốc gia, một gia đình, một đoàn thể, quan gia trái chủ của bạn, nó sẽ rất có lòng nhẫn nại để chờ đợi. Đợi đến khi dần của bạn suy rồi, cơ hội chín mùi rồi, nó liền xuất hiện. Cho nên, ngày nay chúng ta, chính mình phải nỗ lực phản tỉnh người xuất gia chúng ta cho dù là ma tử ma tôn cũng không hề gì vấn đề là bạn có giác ngộ hay không Phật cùng ma phân biệt chính là mê và giác một điểm giác ma liền thành Phật liền thành Bồ Tát một điểm mê bạn chính là con cháu Ma Dương. Thiên chốt ở giác ngộ. Căn nguyên của giác ngộ thực tế mà nói chính là lòng tư lợi. Tự tư, tự lợi nếu như không thể buông bỏ bạn vĩnh viễn không thể giác ngộ. Tại sao vậy? Khởi tâm động niệm là ta tất cả vì ta vì nhà ta vì đoàn thể của ta đi làm mê không phải là giác người giác ngộ không có tư lợi khởi tâm đồng niệm là công khởi tâm đồng niệm nhất định là vì người khác vì xã hội vì toàn thể nhân loại đó là giác cội gốc của giác cùng mê chính ở ngay đây một cái là công một cái là tư đại công vô tư con người này là giác ngộ tự tư tự lợi con người này là mê hoặc mê rồi thì là ma giác rồi thì là phật chúng ta học phật đối với đạo lý này không thể không thấu hiểu nếu như chúng ta muốn được công đức lợi ích thù thắng của phật pháp nhất là có rất nhiều người đều hướng về thế giới tây phương cực lạc thế giới cực lạc là người đại giác ngộ mới có thể được giảng sanh người không giác ngộ tuy là có niệm phật cũng không thể giảng sanh cho nên người niệm phật rất nhiều người giảng sanh thì ít cho dù khi chết có một ít điềm lạ cũng không thể bảo đảm họ thật đã giảng sanh về thế giới cực lạc tứ là chân thật giảng sanh về thế giới cực lạc là ngay lúc họ lâm chung họ thấy được phật đến tiếp dẫn vậy thì có thể tin được nếu như họ không có nói thấy được phật thấy được bồ tát quan thế âm thấy được bồ tát đại thế chí vậy thì rất có nói tại sao vậy người này có phước báo đời sau Họ lại sanh đến cõi người Họ cũng có điềm lạ Đời sau họ sanh đến cõi trời Cũng có được điềm lạ Cho nên khi sắp đi Thân thể mềm mại Nhưng tướng lạ này không nhất định Giảng sanh thế giới cực lạc Cõi người, cõi trời Đều có tướng lạ Nếu như đi vào ba đường ác Thì cái tướng đó rất khó coi chân tướng sự thật đạo lý này chúng ta phải nên biết chính mình phải nên làm thế nào nỗ lực mà tu học thế gian ngày nay là thời ma người xuất gia của thời ma xuất gia có bốn hạng tỳ kheo tỳ kheo ni sa di sa di ni